Ok, hello, chào anh em. Mình là Đại Nguyên và Cat for You. Trong video ngày hôm nay không phải là video chia sẻ về những cái tip, những cái thủ thuật, những cái lệnh và những cái thao tác khi mà chúng ta sử dụng phần mềm AutoCAD, mà trong ngày hôm nay mình sẽ làm một cái buổi chia sẻ, cùng nhau thảo luận, chia sẻ là chính. Với nội dung đó là những điều cần biết khi chúng ta bắt đầu sử dụng và làm quen với phần mềm AutoCAD. Mình tạm gọi cái video này là một cái vlog. Những cái vlog tiếp theo, những cái vlog ngày hôm nay đó là tiếp theo sau thì sẽ là những cái vlog nói về cái quá trình mà chúng ta học và làm những cái đồ án tốt nghiệp trong ngành xây dựng. Mình chỉ tập trung và focus trong ngành xây dựng và ngành kiến trúc để cho anh em, cho những anh em mà chúng ta mới bắt đầu vào học nhập môn, hoặc là những anh em sinh viên năm nhất, năm hai, có những cái hình dung tổng thể khi mà chúng ta đã bắt đầu vào và làm quen với cái môi trường kỹ thuật và làm quen với cái môi trường xây dựng, thì có một cái nhìn tổng thể hơn. Đây là một cái chủ đề khá là mới thì mình mong anh em sẽ đón nhận và cùng nhau thảo luận về nó một cách rõ ràng và một cách cởi mở hơn, để chúng ta có thể nào mà giúp ích được, xây dựng được một cái cộng đồng nó tốt đẹp và nó trở nên hiện đại hơn. Thì nếu anh em thấy hay và thấy chủ đề này hay và bổ ích đối với anh em thì hãy share, like và subscribe cho mình với tất cả những anh em khác để chúng ta cùng nhau thảo luận và chia sẻ về những cái vấn đề đó. Ok, let's go. Ok, chúng ta sẽ đi vào nội dung chính trong video ngày hôm nay, bao gồm: thứ nhất là mình sẽ giới thiệu cho anh em về những cái nội dung tổng thể về phần mềm AutoCAD. Cái thứ hai đó là khi mà chúng ta sử dụng phần mềm AutoCAD thì nó có những cái mức độ mà thành thạo, thì mình sẽ chia ra những cái mức độ cho nó chi tiết để anh em xem và anh em muốn đạt đến những cái mức độ nào trong cái lĩnh vực đó, trong cái lĩnh vực mà anh em theo. Tiếp theo đó là những cái bước chuẩn bị, những cái bước chuẩn bị trước khi mà chúng ta bắt đầu học phần mềm AutoCAD. Tiếp theo đó là cái quá trình mà tự học của mình, cũng như là những cái chia sẻ mà trong quá trình mà chúng ta tự học thì chúng ta sẽ lưu ý những cái điều gì. Và tiếp theo đó là những cái lời khuyên từ bản thân mình cho những anh em nào mà mới bắt đầu chúng ta học phần mềm AutoCAD. Ok, thì mình sẽ đi qua nhanh về cái phần giới thiệu. Thì đối với phần mềm AutoCAD này thì được thành lập vào tháng 12 năm 1982. Thì ban đầu nó có tên gốc là MicroCAD. MicroCAD được thành lập bởi công ty Intercap Code, một cái công ty mà nghe tên thì khá là lạ so với cái tên bây giờ, đó là phát triển bởi phần mềm bởi công ty Autodesk, đúng không anh em? Thì người sáng lập ban đầu đó là John Walker. Thì sau này Autodesk nó mua lại và đổi tên thành AutoCAD vào năm 1988. Thì tên viết tắt của AutoCAD đó là Automatic Computer Aided Design. Đó là cái tên viết tắt cho những anh em nào mà thường thì chúng ta sẽ gọi là AutoCAD thôi, đúng không? Chứ không biết nó cái tên nó, ý nghĩa của nó là gì. Đó là gì? Đó là phần mềm thiết kế tự động dựa trên khả năng của máy tính. Đó là như vậy. Thì ban đầu nó, phần mềm AutoCAD được tạo ra chỉ sử dụng được trên hệ điều hành DOS. Thì sau đó thì được phát triển và sử dụng rộng rãi trong phần mềm trong hệ điều hành Windows. Đó. Thì các lĩnh vực mà phần mềm AutoCAD được áp dụng vào thì nó khá là đa dạng và phong phú. Thì mình có thể liệt kê ra 4 cái lĩnh vực chính mà phần mềm AutoCAD có thể đảm nhận và giúp anh em được. Thứ nhất đó là trong lĩnh vực cơ khí là chúng ta sẽ tạo ra những cái chi tiết, những cái hình phối cảnh 3D rất là trực quan, đúng không? Cái lĩnh vực thứ hai đó là về xây dựng. Đúng rồi, xây dựng rất là rộng nè. Xây dựng phần chính là chúng ta sẽ sử dụng vào xây dựng. Ở đây là gì? Chúng ta sẽ tạo ra những cái bản vẽ thiết kế
như là bản vẽ kiến trúc, bản vẽ kết cấu và bản vẽ biện pháp thi công. Cái tiếp theo ở đây đó là sử dụng trong lĩnh vực MI tức là MPP á, điện tử, thì cái đó thì cũng khá là sử dụng khá là rộng, đúng không? Thì tiếp theo cái lĩnh vực mà mình ít đi sử dụng tại vì là nó khó cạnh tranh được so với những cái phần mềm khác liên quan đến cái mạnh về 3D hơn, đó là lĩnh vực thiết kế thời trang. Nghe rất là lạ đúng không, nhưng mà thực chất thì cũng có một cái số nơi, những số quốc gia thì sử dụng cái phần mềm AutoCAD để nó áp dụng vào trong cái lĩnh vực thiết kế thời trang. Thì liên quan đến cái giá bán của AutoCAD thì thông thường thì khá là đắt và nó có thể là thay đổi liên tục theo thời gian. Tuy nhiên ở một cái nhìn chung về giá của phần mềm đó thì có thể đưa ra hai cái mức giá này. Mình tham khảo ở trên mạng một cái giá bán mới nhất thì nó sẽ có hai phiên bản LT, đó là phiên bản giới hạn, tức là sao, tức là phiên bản có những cái chức năng mà nó giới hạn bởi cái chức năng so với phiên bản đầy đủ. Thì cái giá bán dao động từ lớn hơn 10 triệu đồng trở lên thị trường Việt Nam. Thì trong khi đó cái phiên bản mà đầy đủ á, full option á, thì dao động từ khoảng trên 20 triệu. Thì tuy nhiên thì Autodesk cũng cung cấp cho anh em những cái gói đăng ký khác cho phép người dùng trả theo năm á. Trả theo năm thì giá bán có thể dao động từ vài triệu đồng cho đến vài chục, tùy thuộc vào các sự lựa chọn của người dùng, tức là chúng ta nhu cầu của mình sẽ lựa chọn như thế nào phù hợp với nhu cầu, và những cái option đó nó sẽ đi theo cái giá mức giá đó. Thì có những cái thời gian thì có những cái chương trình khuyến mãi, thì anh em chú ý và cùng nhau săn để được những cái mức giá tốt nhất. Thì lưu ý ở Việt Nam thì mình thấy đa số anh em sử dụng là phần mềm cài xong rồi crack, đúng không? Tuy nhiên thì những phiên bản chúng ta có thể sử dụng phiên bản nó miễn phí, ở đây là cái phiên bản sinh viên á, thì mỗi anh em nào mà còn là sinh viên thì có thể đăng ký một cái tài khoản và có thể đăng ký, và Autodesk sẽ tạo điều kiện cho anh em sử dụng phần mềm này miễn phí 1 năm full luôn, miễn phí 1 năm đó, rất là hay. Ok, đó là những cái thông tin cơ bản và tổng quát nhất của phần mềm AutoCAD. Ok, chúng ta sẽ đi qua phần tiếp theo. Thì qua các năm thì nó có thể thay đổi, nó thay đổi rất là nhiều nha. Đây là mình sẽ thử cho em những cái logo thay đổi qua các năm. Thì ban đầu nó có tên là AutoCAD. Logo này là nó như thế này nè. Đây là logo năm 1990, sau 2 năm mà nó được đổi tên thành AutoCAD, đúng không? Thành lập năm 1988. Rồi tiếp theo đó là phiên bản 2000, nhìn nó rất là không mượt đúng không anh em? Thì lúc đó là những cái hệ điều hành nó còn rất là cũ và nó chưa phát triển. Tiếp theo đó là 2002, con chuột A và cái dấu con chó chuột. Tương tự cho đến 2007 thì nó cũng như vậy luôn, nhưng mà nó cái chữ A nó cách điệu hơn. Cho đến 2009, từ 2009 cho đến hiện tại là 2020 thì nó sẽ lấy cái chủ đề những cái hình ảnh tổng quát, hình ảnh chụp hình ảnh gọi là hình ảnh tạo thương hiệu của nó luôn, đó là hình chữ A, là AutoCAD đó. Đó. Thì đây là những cái lĩnh vực mà AutoCAD có thể áp dụng vào. Ở đây có thể là về cơ khí, kiến trúc, điện, 3D, MEB, đó là những cái lĩnh vực mà AutoCAD thì có thể áp dụng vào. Ok, tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn và mình sẽ giới thiệu cho anh em những cái mức độ sử dụng thành thạo trong phần mềm AutoCAD. Thì ở đây mình đang chia ra bốn mức độ chính và những cái mức độ có những cái yêu cầu để đạt được nó. Thì bốn mức độ này thì mình sẽ giới thiệu cho anh em luôn, đó là level 1 là cho những người mới bắt đầu, beginner, thì đây là những người
Đây là những anh em mà mới bắt đầu học AutoCAD, ví dụ như là sinh viên mới vào ngành, sinh viên năm nhất, năm 2 thì cũng hơi rành rồi đúng không? Thì những anh em này thì chỉ mới làm quen với phần mềm AutoCAD, đơn giản là không gian 2D thôi. Chưa thực sự hiểu rõ những cái khái niệm cơ bản, những cái lệnh chưa sử dụng thành thạo. Thì qua level thứ hai đó là level gọi là nghiệp dư đi, intermediate đúng không? Thì level này thì anh em nó cao hơn một chút, thì những anh em đó đã có những cái kiến thức cơ bản rồi, hiểu được những cái lệnh cơ bản rồi, những các đối tượng không gian 2D và có thể sử dụng khả năng các loại một cách đơn giản và phối hợp một cách nhuần nhuyễn đó, làm sao cho ra nó nhanh nhất, cho ra cái bản vẽ nhanh nhất. Rồi ok, tiếp theo đó là level cao hơn, level 2 đó là level 3 advanced, tức là những người nâng cao hơn level 1 và level 2 có thể áp dụng được, tạo ra những cái bản vẽ chi tiết đẹp đó, và hiểu rõ các cấu tạo của bản vẽ. Và đặc biệt là trong cái level 3 này thì có những anh em sẽ tìm hiểu thêm về cái các phần 3D để tạo ra các khối không gian 3D đó. 3D thì trong kỹ thuật và trong cơ điện, trong cơ khí thì sử dụng nhiều đúng không? Trong xây dựng thì cũng xây dựng lên cái khối nhà 3D thì cũng có người, cũng có anh em sử dụng mà ít thì sử dụng. Rồi cái level cuối cùng đó là chuyên gia rồi, expert đó, chuyên gia là người dùng đã có kinh nghiệm và những cái kiến thức rất là sâu về phần mềm AutoCAD, có thể tùy chỉnh theo cái ý thích của mình. Và tùy chỉnh ở đây là có thể viết code nè, tạo ra tool, viết code và tạo ra tool để tận dụng những cái khả năng, vận dụng những cái tốt nhất để tạo ra, để công việc hiệu quả, công việc nó nhanh hơn. Thì cái code và cái tool đó nó rất là hay nha anh em. Anh em có thể, mình khuyên là anh em nên tập trung và làm quen với cái phần mà viết code để tạo ra. Rồi trên đây là những cái độ khi mà chúng ta sử dụng phần mềm AutoCAD. Tuy nhiên việc đánh giá mức độ thành thạo của người sử dụng á thì cũng tùy thuộc vào cái mục đích mà chúng ta sử dụng phần mềm, công việc và nghề nghiệp liên quan. Ví dụ như anh em mà sử dụng phần mềm AutoCAD nó chỉ phục vụ một cái phần rất là nhỏ thôi thì cái mức độ thành thạo thì cũng không yêu cầu cao đâu anh em, phù hợp với nhu cầu của mình thôi. Ok, tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho anh em về những cái bước mà trước khi chúng ta bắt đầu học phần mềm AutoCAD. Cái đầu tiên mà những cái điều kiện cần đầu tiên á, anh em phải chuẩn bị một cái máy. Cái máy ở đây có thể là một cái bộ PC hoặc là một cái chiếc laptop, nhưng mà có cái cấu hình nha. Thì AutoCAD nói chung thì nó cũng không nặng máy. Thì nhưng mà cái cấu hình của máy thì phải tối thiểu mà mình khuyên anh em nên build từ đầu luôn, bởi vì là khi mà chúng ta đã thao tác và chúng ta sử dụng một thời gian rồi mà sau này mà nó có thể xảy ra một cái lỗi gì đó mà chúng ta phải đi cài lại, đi setup lại thì nó rất là cực. Đây, trên đây là một cái cấu hình mà mình đề nghị, mình kiến nghị và mình tham khảo trên các trang web đó. Cái đây là cái cấu hình RAM Core i3, RAM 16GB và các đồ họa 4GB RAM, dung lượng trống 20GB. Và cái cấu hình này á thì mình tham khảo trên mạng có giá là trên 15 triệu. 15 triệu thì mức giá này cũng khá là ổn so đến cái thời buổi hiện tại. Rồi nhớ là phải có các đồ họa nha anh em, các đồ họa nè. Rồi tiếp theo đó là chuẩn bị một cái phần mềm. Phần mềm đó phải phù hợp với cái cấu hình máy của anh em, phù hợp với cấu hình máy. Và có thể là dùng phiên bản dùng thử để hoặc là mua để chúng ta sử dụng lâu dài. Cái giá mà anh em mua và cái giá anh em sử dụng trải nghiệm mà thì mình đã nói ở cái slide trước rồi. Thì kiến nghị ở đây là nên sử dụng những cái phần mềm mới nhất hoặc là gần với cái phiên bản mới nhất để anh em trải nghiệm hết những cái tính năng vượt trội của nó. Cái phiên bản mới nhất ở đây đó là phiên bản 2024 mới ra mắt, anh em có thể cài và anh em sử dụng nó. Ok, tiếp theo ở đây là chúng ta phải chuẩn bị sách và tài liệu. Sách và tài liệu ở đây có thể là chúng ta có thể là lên trang mạng kiếm rất là nhiều, hoặc là có thể đến thư viện chúng ta mua nó về tìm đọc.
Và nó có một cái nữa ở đây, đó là trên Autodesk á, nó có những cái cuốn sách, những cái tài liệu của chính hãng luôn, thì anh em có thể lên đó và tìm đọc. Rồi cái nguồn thứ hai ở đây là YouTube và Facebook. Rất là nhiều, rất là nhiều kênh. Ví dụ như kênh của mình cũng vậy, cũng chia sẻ những cái bài học, những cái kiến thức về phần mềm AutoCAD. Rồi tiếp theo ở đây là từ thầy cô bạn bè, có thể là đồng nghiệp luôn. Khi mà anh em sẽ đi làm thì sẽ tích lũy được những cái hay, những cái từ những anh em đồng nghiệp và những cái bạn bè trong lúc mà quá trình chúng ta thực hiện các đồ án môn học, đúng không? Rồi tiếp theo, cái tiếp theo ở đây là thời gian. Một ngày chúng ta chỉ có 24 tiếng, làm rất nhiều việc, nhưng mà mỗi anh em khi chúng ta đã xác định học cái phần mềm này một cách nghiêm túc á, thì anh em nên tập trung và dành thời gian cho nó, và chúng ta phải thường xuyên làm, thực hiện và làm bài tập. Làm bài tập ở đây là trong đi làm cũng có thể làm được, để cùng nhau để càng ngày chúng ta cải thiện các kỹ năng sử dụng phần mềm AutoCAD. Ngoài ra thì chúng ta còn phải có một cái gọi là cái điều kiện nó hơi ai cũng có thể làm được, đó là chúng ta phải kiên nhẫn và không nản lòng khi gặp khó khăn, đúng không? Ban đầu anh em học rất là nản và khó tập trung được, thì mình tin là với sự kiên trì và sự nỗ lực thì anh em có thể cải thiện và trở thành một người vẽ triển khai bằng vẽ CAD rất là siêu cấp, VIP Pro, đúng không anh em? Rồi tiếp theo, để bắt đầu chúng ta học thì chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? Ok, đây là cái quy trình, một cái quá trình mà chúng ta tự học. Thì trước hết nha, làm cái gì thì chúng ta phải tìm hiểu những cái cơ bản trước, tức là chúng ta sẽ học những cái lệnh, những cái thao tác cơ bản. Ví dụ đây là tìm hiểu cái lệnh line là gì, body line là gì, vẽ đường tròn, vẽ hình vuông, vẽ hình tam giác như thế nào, là mirror là lệnh gì. Đó là những cái lệnh cơ bản trong phần mềm AutoCAD mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Thì có lẽ là mình sẽ ra một cái chuỗi video nói về những cái lệnh cơ bản này, và mình sẽ giải thích chi tiết của anh em, chi tiết để anh em có thể nắm, anh em chú ý theo dõi nhé. Ok, thì tiếp theo đó là gì? Sau khi mà chúng ta đã tìm hiểu những cái lệnh cơ bản rồi, thì chúng ta tìm lên những cái lệnh nâng cao. Nâng cao ở đây là những cái lệnh mà nó khó hơn, nó phức tạp hơn. Ví dụ như là block động, block tĩnh, block attribute, rồi href, đó, ví dụ là như vậy. Đó là sau khi mà chúng ta đã học những cái lệnh cơ bản xong, tiếp theo đến những cái lệnh nâng cao. Rồi tiếp theo đó là chúng ta phải thực hành thường xuyên, luyện tập thường xuyên, để trở thành một người thành thạo AutoCAD đó, chúng ta phải luyện tập thường xuyên. Hồi xưa mình nhớ là mình là sinh viên, đúng không, mình đi học ở trong trường, mới nhập môn ngành xây dựng thì năm nhất thì mình đã được học cái bộ môn đó là vẽ kỹ thuật, thì trong đó nó có một cái phần về phần mềm AutoCAD mà thầy cô trong trường á dạy những rất là cơ bản thôi. Thì lúc đó cái nguồn tài liệu mà học thì cũng rất là ít, mình phải tự học. Và mình nhớ lúc đó mình đi thi là mình đề bài đó là vẽ chi tiết của một cái dầm thép dầm mà cắt đó, thì mình cứ luyện tập thường xuyên thì nó trở nên một cái thói quen và chúng ta sẽ có những cái kinh nghiệm để chúng ta vẽ một cách là nhanh hơn, đúng không? Luyện tập vẽ những cái khối đơn giản trước, sau đó những cái đối tượng phức tạp. Rồi tiếp theo ở đây là chúng ta phải tìm kiếm những cái nguồn tài liệu, những cái nguồn tài nguyên, có rất là nhiều, như ở phía trên đây mình đã nói rồi đó, có thể là trên sách vở hoặc là trên YouTube, từ bạn bè, từ thầy cô và từ những người đồng nghiệp. Rồi về khóa học thì trên mạng thì khá là nhiều, thì mình nghĩ là nên anh em nên tìm mạng lên mạng xem, và anh em muốn tìm hiểu sâu hơn nữa thì có thể tham gia những cái khóa học. Thì thông thường những cái khóa học đó học phí nó cũng không cao lắm, dao động khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu là những cái khóa cơ bản cho đến nâng cao, thì nó cũng không đáng là bao. Thì anh em có nhu cầu thì anh em cứ việc tham gia học, okay, tham gia tốt không sao hết anh em. Nhưng mà mình nghĩ là nay cái internet phát triển rất là nhiều, thì anh em có thể
lên mạng tìm học có những cái khóa, những cái theo dõi những cái thầy cô dạy rất là hay, những cái like rất là chi tiết, đúng không? Sao mà thực hành thường xuyên rồi sử dụng thường xuyên, rồi bước tiếp theo đó là chúng ta sử dụng thường xuyên, sử dụng thường xuyên đó trong công việc, sử dụng thường xuyên trong học tập để thành thạo. Rồi rồi tiếp theo thì ở đây mình có một cái đến cũng gần cuối video rồi, thì mình có một cái lời khuyên dành cho anh em để anh em có thể là bắt đầu học và cũng tìm hiểu về phần mềm này. Thì việc mà trở thành người sử dụng phần mềm AutoCAD á, ngoài những cái điều kiện trên về máy móc, về phần mềm, về tài liệu, thì phần lớn sẽ phụ thuộc vào chính sự nỗ lực và sự tập trung của anh em. Với quá trình mà tập luyện thường xuyên á, thì phải kiên nhẫn và không nản lòng, thì có thể là khi gặp khó khăn á, thì có thể trong một cái thời gian sớm thôi thì anh em có thể sử dụng và sẽ có những cái có thể là học được cái phần mềm mà tôi kết, có thể áp dụng một cách thành thạo. Và cái sự thành thạo đó nó có thể là tích lũy và nhiều thời gian và một khoảng thời gian nhất định thì chúng ta mới sử dụng thành thạo được. Rồi thì trên đây là những cái chia sẻ của mình về cái quá trình mà chúng ta, những cái cơ bản, những cái để anh em hình dung được cái quá trình và những cái điều kiện mà chúng ta để chuẩn bị bắt đầu học phần mềm AutoCAD. Thì nếu anh em thấy hay thì hãy nêu ra, nếu anh em thấy có những ý kiến gì thì hãy nêu lên để chúng ta cùng nhau thảo luận và chia sẻ những cái kinh nghiệm học lúc mà anh em mới học, thì để cho những anh em khác, những anh em mà mới vào ngành, mới vào nghề có những cái hình dung tổng thể và hình dung nó. Và khi mà chúng ta đã hình dung rồi thì chúng việc bắt tay vào làm rất là dễ dàng, đúng không anh em? Thì đến bây giờ thì cũng đã kết thúc video. Thì nếu anh em thấy hay thì hãy cho mình một like, một share và subscribe cho mình để mình có thêm những động lực để ra những cái video mới về những cái buổi chia sẻ như thế này. Ok, mình là Đại Nghiêm và Cat for You.